Em xin kính chào quý vị và các bác nhé. Em xin giới thiệu này, em hiện nay em có nhớt Honda bà con ạ. Đấy. Nhớt Honda để thay dầu cho bà con. Nếu bà con nào mà ra hiệu sửa xe mà thay rồi thì thôi, nếu mà bà con ở xa xôi mà dắt xe nó khó thì là em có dầu bán mang về nhà thay bà con ạ. Đấy bà con ạ. Đấy, để bà con. Bà con ạ, đấy thì là để em bán cho bà con. Để bà con thay. Nếu bà con nào mà ra hiệu sửa xe thay rồi thì thôi, nếu bà con mà ngại mà dắt xe ở xa quá thì có thể bà con mua của em về thay. Và em có cả ấm xuyến inox, cái ấm xuyến inox. Ấm xuyến inox bà con. Để trong cái bóng này. Đấy. Ấm xuyến inox. Và thêm nữa là con em có cả cái bơm xe máy. Đấy bà con, bơm xe máy. Đấy, bơm và bai và các đồ tạp hóa bà con, đây mũ nón can rồi máng ăn máng uống của gà, không có đồ tạp hóa. Bình thuốc bảo vệ thực vật là cái vòi để nắp vào vòi nước sạch bà con. Bây giờ nhà nào cũng vòi nước sạch cũng có, thì bà con nắp vào thêm cái khớp nối thì bà con vừa tưới cây vừa rửa chuồng lợn được. Và nó lại có cái nước là nếu bà con tưới rau non nó khỏi lát thì bà con vặn nó, hệ thống nó phun đều đều chứ nó không nhô doa, nó không mạnh, không nát nát rau non. Còn bà con rửa chuồng thì vặn hệ thống nó gọn, nó cũng hiệu quả lắm bà con ạ. Nên bán rất hợp lý, hàng về rất nhiều bà con. Đồ lón mũ rồi ống cấp thoát nước. Có cả ống phi 90 loại đen đi qua đường quốc lộ được bà con, loại dẻo dai để chịu lực. Và các tấm nộp cho sáng nhà bà con, tấm nhựa. Một loại 1,5 m, một loại 2 m. Và téc nước inox 500 lít vẫn còn bà con, 700 lít bà con. Và 500 lít thì còn loại nhựa và 700 lít đứng. Và các thước nhôm để xây dựng bà con. Nói chung gọi đồ tạp hóa. Các bao bì, các đồ gọi tạp hóa. Lưới đen. Và nứa B40 bà con ạ. Thép xây dựng loại phi 10. Thép trơn nữa bà con, dài 6 mét. Các bao bì và có loại lọ để uống nước. Nước đựng nước ngọt và uống. Kính chào bà con nhé.